Longship, ứng dụng giao hàng thương mại điện tử trong 1 giờ, hoàn tất mọi đơn hàng chỉ trong 1 giờ. Là app giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam, đặt món nào cũng free ship. Không chỉ có vậy, Longship còn có đặt xe, đi chợ, giao hàng và nhiều dịch vụ giao vận khác. Tải ngay app Longship tại App Store hoặc Google Play để đặt hàng ngay hôm nay. Link tải app ngay dưới mô tả video này. Stop giao hàng gọi vốn 12 triệu đô la Mỹ từ Alibaba. Longship công bố vòng gọi vốn 12 triệu đô la Mỹ với kỳ vọng 2 năm tới, 10% dân số Việt Nam sẽ sử dụng ứng dụng này hàng tháng. Đây là vòng gọi vốn Pre-Series C do BIS Capital và Sun Hung Kai đồng dẫn dắt. Longship là khoản đầu tư đầu tiên của hai đơn vị này vào thị trường Việt Nam. BIS Capital được biết đến như là quỹ đầu tư hậu thuẫn bởi Alibaba và Ant Financial của tỷ phú Jack Ma. Trong khi đó thì Sun Hung Kai là công ty hàng đầu về lĩnh vực thay thế của Hồng Kông. Nguồn vốn mới huy động được sẽ sử dụng để tăng cường sự hiện diện và hoạt động của Longship tại 5 thị trường chính gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Đồng thời, Stop này có kế hoạch mở rộng đến nhiều địa phương khác nhau, đầu tư nâng cấp công nghệ, mở rộng hệ thống đối tác và thúc đẩy tăng trưởng mảng dịch vụ B2B. Đây là khoản đầu tư thứ hai trong năm 2021 mà Longship, Stop giao đồ ăn và thương mại điện tử này nhận được. Vào hồi tháng 2 2021, nhà đồng sáng lập Skype là John Tallon đã thông qua quỹ đầu tư Metal Planet Holdings cũng đã rót tiền. Chia sẻ với VN Express thì ông Nguyễn Hoàng Trung, CEO của Longship cho biết, đích đến của doanh nghiệp này là trở thành công ty thương mại điện tử giao hàng trong 1 giờ hàng đầu cả nước ta. Tại Việt Nam hiện nay, khái niệm khách mua hàng trực tiếp trên ứng dụng và được giao trong 1 giờ còn chưa được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên thì mô hình này đã rất phổ biến trên thế giới. Có nhiều công ty trong cùng lĩnh vực tại Mỹ như là DoorDash, GoPuff hay là tại châu Âu là Getir hoặc là Trung Quốc đại lục có Meituan Dianping, Ding Dong. Mục tiêu của Longship là khách hàng không chỉ ngồi tại nhà mà mua được đồ ăn, được giao liền mà trong đó còn có cả bó rau, con cá hay là mỹ phẩm, thậm chí là cả sạc pin điện thoại nữa. Ông Trung, CEO của Longship nhấn mạnh, chúng tôi đã là công ty tiên phong tại Việt Nam trong 3 năm nay và sẽ tiếp tục cố gắng để hiện thực hóa tham vọng này với mục tiêu mọi thứ đều có thể được giao chỉ trong 1 giờ. Theo đại diện của Longship, khoản đầu tư mới sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ giao hàng và nắm bắt các cơ hội mở rộng thị trường. Doanh nghiệp này xác định COVID-19 là cơ hội phát triển khi mà nhu cầu đi chợ và giao hàng tăng vọt. Longship đặt mục tiêu từ đây đến cuối năm 2021 sẽ có mặt tại ít nhất là 10 thành phố và muốn trong vòng 2 năm tới, 10% dân số Việt Nam sẽ sử dụng ứng dụng này hàng tháng. Mặt khác thì CEO của Longship, ông Hoàng Trung cũng thừa nhận có nhiều thách thức ở phía trước như là chất lượng giao hàng, cải thiện cuộc sống của shipper và bổ sung nguồn lực quản trị. Trở ngại nhất vẫn là rào cản gia nhập thị trường không quá lớn, dẫn đến việc trong tương lai có thể xuất hiện nhiều công ty với tiềm lực lớn hơn gia nhập vào thị trường, nhất là với các nền tảng thương mại điện tử. Điều này khiến cho Longship cần phải chuẩn bị được nhiều vốn hơn để bảo vệ được thị phần và lôi kéo người dùng mới. CEO Longship nói, những chiến lược đều có thể dễ dàng, sao chép được và cách duy nhất để cho chúng tôi giải quyết vấn đề này đó là phải thực dụng, đi nhanh hơn so với đối thủ. Longship khởi nguồn từ Logi, ứng dụng giúp cho người dùng tìm kiếm những địa điểm nhà hàng ăn uống. Năm 2017, Logi chuyển đổi mô hình thành Stop giao đồ ăn và thương mại điện tử giao hàng trong 1 giờ. Nền tảng Longship giúp phục vụ mọi nhu cầu giao vận từ di chuyển cho đến giao nhận thức ăn, thực phẩm, nhu yếu phẩm hay vận chuyển hàng hóa. Đội ngũ hiện nay có hơn 70.000 tài xế và 200.000 đối tác cửa hàng, phục vụ gần 2 triệu khách hàng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tất Đạt, VN Express, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.